khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Điều ít biết về vợ hai là nữ đại gia Vũng Tàu tặng Kinh Quốc xe hơi 6 tỷ đồng. Kinh Quốc thừa nhận bà xã anh rất ghét nghệ thuật và chưa từng xem bộ phim nào anh đóng. Kinh Quốc tên thật là Lê Trung Sơn, anh sinh năm 1974 và là một diễn viên nổi tiếng từ đầu năm 2000. Ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Kinh Quốc phủ sóng dày đặc ở cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Một số bộ phim nổi tiếng ghi dấu tên tuổi của anh phải kể đến như Hướng Nghiệp, Dòng Đời, Ký Túc Xá, Bước Nhảy Hoàng Vũ, Scandal 2, Hào Quang Trở Lại. Năm 2006, Kinh Quốc được vinh danh là nam diễn viên được yêu thích nhất tại HTV Award. Dù rất thành công trong sự nghiệp diễn xuất, song hôn nhân của Kinh Quốc lại gặp không ít sóng gió. Trong lần đầu lên xe hoa, Kinh Quốc hạn chế cung cấp thông tin với giới truyền thông. Đến năm 2008, anh ly hôn do xảy ra xích mích không thể giải quyết với vợ. Khi trở về cuộc sống độc thân, Kinh Quốc vẫn duy trì công việc diễn viên và dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ. Nhiều năm kín tiếng đời tư, năm 2016 thừa nhận tái hôn với một nữ doanh nhân giàu có gốc Vũng Tàu. Vợ hai bằng tuổi Kinh Quốc và có hai cô con gái riêng, thời điểm mới công khai mối quan hệ. Việc Kinh Quốc được bà xã tặng xe hơi 6 tỷ đồng cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ trở thành đề tài được bàn tán suốt thời gian dài. Sau đó Kinh Quốc phải lên tiếng thừa nhận rằng dù nhận được nhiều tình cảm và sự yêu thương của vợ đại gia, nhưng anh vẫn giữ lối sống đơn giản và thường xuyên đi xe máy mặc đồ bình dân. Khoảng 8 năm trở lại đây, Kinh Quốc vắng bóng trên màn ảnh và xây dựng kênh YouTube riêng. Ngoài thực hiện những vlog thử thách chân thật trong cuộc sống, anh còn đầu tư tiền để làm phim ngắn. Khi thờ ơ với vai trò diễn viên, Kinh Quốc bị nghi ngờ sống dựa dẫm vào người vợ nổi tiếng. Nhưng trong cuộc trò chuyện mới nhất, nam nghệ sĩ 7X khẳng định anh và bà xã độc lập về kinh tế, không phụ thuộc vào nhau. Anh cũng rất sợ những tranh cãi trong cuộc sống liên quan vấn đề kinh tế và luôn muốn chủ động trong việc kiếm tiền làm trụ cột gia đình. Kinh Quốc cũng bật mí điều ít người biết rằng, thực ra lúc mới bắt đầu quen biết, vợ tôi mới chỉ ở xuất phát điểm như một con số 0, chứ không phải đại gia như mọi người nghĩ. Sau đó chúng tôi mới kết hợp và vươn lên trong cuộc sống. Vợ tôi là người làm ăn đơn thuần, không liên quan, thậm chí còn rất ghét nghệ thuật. Cô ấy chưa bao giờ xem bộ phim nào mà tôi đóng. Và khi nghe tôi thực hiện dự án nào đó, cô ấy cũng không thích, bởi chỉ muốn tôi tập trung kinh doanh. Cũng chính vì vợ không thích các hoạt động của giới giải trí, nên anh ít khi nào đưa vợ đi sự kiện. Kinh Quốc nói vui rằng mỗi lần sánh đôi cùng anh đến đám đông, vợ anh rất lóng ngóng. Mặc dù có nhiều quần áo đẹp và hàng hiệu, nhưng vợ anh chỉ thích trình diện ở những nơi cô cảm thấy phù hợp, chứ không bước trên thảm đỏ. Hiện tại sau khi Kinh Quốc cương quyết duy trì việc làm phim chiếu mạng, vợ anh cũng im lặng và không khó chịu như xưa. Nam diễn viên Hướng Nghiệp cũng cho biết bà xã anh không thích đến những nơi thảm đỏ ồn ào.